Xin chào các bạn, mình là Đăng. Hôm nay mình sẽ đề cập tới vấn đề mà chúng ta thường rất ít quan tâm nhưng nó rất là quan trọng khi sử dụng điện thoại, đặc biệt là các dòng smartphone hiện nay. Đó chính là việc bạn có sử dụng cáp sạc tốt nhất cho điện thoại của mình. Đầu tiên, nếu bạn vẫn đang sử dụng cáp sạc zin lúc mua máy thì bạn có thể bỏ qua video này vì đó có thể là loại cáp sạc zin tốt nhất dành cho máy của bạn rồi. Còn nếu mà bạn đang sử dụng hàng trôi nổi hoặc là bạn muốn mua mới, hãy tiếp tục theo dõi video này nhé. Như đã giới thiệu, mình là kỹ thuật viên tại trung tâm sửa chữa điện thoại Vietupcare, một môi trường mà cáp sạc được sử dụng thường xuyên với tần suất cao. Vì thế mình luôn tìm kiếm những loại cáp sạc tốt nhất để đảm bảo trong quá trình sửa chữa của các kỹ thuật viên cũng như là độ ổn định cho máy điện thoại của khách hàng khi sửa chữa tại trung tâm. Và đây là loại cáp sạc mà dành cho kỹ thuật mà mình hiện tại rất là tâm đắc vì cái độ bền bền và ổn định của nó. Ở đây mình sẽ không đi sâu về hãng sản xuất mà chủ yếu là sẽ giới thiệu cho các bạn cái cáp sạc và trong quá trình mình làm việc mình cảm thấy rất là tốt. Vì đôi khi chất lượng trong các lô hàng nó không đồng đều với nhau nên là sau này nếu mà về các loại nào tốt hơn mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở đây thì các bạn hãy like và share fanpage để mình sẽ up những cái thông tin về sản phẩm lên đó. Về các loại cáp sạc trên tay mình thì mình gọi, tại sao mình lại gọi nó là cáp sạc kỹ thuật? Vì trên thực tế mình đã sử dụng nó trên là 3 tháng rồi với tần suất là sạc gần như là 16 giờ trong một ngày. Lần rút sạc là hầu như liên tục. Nhưng hiện tại là cáp sạc vẫn sử dụng rất là bình thường và sử dụng khá là tốt. Đối với những khách hàng đến sửa máy tại Vietupcare, mình thường giới thiệu họ xài cái loại sạc cáp này thì sử dụng rất là tốt và tới hiện tại thì mình được phản hồi tốt về cái sản phẩm này. Vâng, vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn về bộ cáp sạc dành cho kỹ thuật. Bộ cáp sạc này rất là thích hợp khi các bạn chơi game thường xuyên cũng như là sạc khi mà sử dụng. Thì nếu mà các bạn nào quan tâm về sản phẩm cũng như là có nhu cầu sử dụng, hãy để lại comment bên dưới, bên mình sẽ có nhân viên và liên hệ cho mình để mua sản phẩm. Xin chào các bạn.